Thưa quý vị, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, triển khai có hiệu quả, sát thực tiễn, tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực, tham gia thực hiện các công trình phần việc của thanh niên và góp phần hoàn thiện các tiêu chí, đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Công trình thanh niên điểm phát Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa thôn 5, xã Gia Chấn, huyện Gia Viễn do tổ chức đoàn của xã triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Việc triển khai thi công trình đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ địa phương chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Chấn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng học tập, giải trí trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Việc triển khai thi công trình Wi-Fi công cộng sẽ tạo điều kiện để đoàn viên và nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, kịp thời thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Nói chung là bà con đến đây thì các anh chị đoàn viên thanh niên rồi những người biết có các cái điện thoại thông minh hướng dẫn cho những người chưa nắm được để cho người ta truyền tải các cái thông tin cũng như là các cái kỹ năng sử dụng điện thoại. Thời gian qua, đoàn thanh niên xã Gia Chấn đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện về bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giới thiệu việc làm mới cho đoàn viên thanh niên trong xã. Các cơ sở đoàn đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, triển khai các nội dung cụ thể phù hợp với từng tiêu chí. Tại các chi đoàn trong xã đều thực hiện cụ thể ít nhất một công trình, phần việc thanh niên, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi là vận động các đồng chí đoàn viên thanh niên là hăng hái và đẩy mạnh cái phong trào của đoàn thanh niên là cùng nhau là chung sức đồng lòng. Thì chúng tôi có thực hiện những chương trình là trồng hoa và nhổ cỏ đường hoa và đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Ngoài ra thì xây dựng các công trình công cộng để góp phần vào cái tuổi trẻ, sức trẻ của thanh niên vào trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên. Và chất nhất là năm nay là năm 2023 thì chủ đề năm của công tác đoàn là năm chuyển đổi số. Thì chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền giúp đỡ người dân cài định danh điện tử cũng là một trong những cái hoạt động mà của đoàn thanh niên phối hợp với công an của xã. Thực hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trong huyện đã triển khai có hiệu quả, sát thực tiễn, tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực đội hình thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên. Huyện đoàn Gia Viễn chỉ đạo 100% đoàn các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như dọn vệ sinh môi trường tại trục đường chính liên xã, liên thôn, thu gom và xử lý rác thải các loại, tuyên truyền cho thanh niên, nhân dân nâng cao nhận thức về ý thức môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, tổ chức duy trì các tuyến phố, tuyến đường văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng quan và bảo vệ môi trường nông thôn, tuyến đường bích họa của tuổi trẻ xã Gia Tiến là một ví dụ trong cách làm sáng tạo của thanh niên địa phương. Tận dụng những bức tường của trường học, các bạn trẻ đã đóng góp kinh phí, lên ý tưởng và thực hiện kẻ vẽ. Với nhiều bức họa về cảnh đẹp quê hương, đất nước đã tạo thêm nhiều cảnh quan, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Bức tranh này với ý tưởng là về thiên nhiên đất nước, con người ạ. Bọn em hoàn thành bức tranh này trong vòng 1 tháng ạ. Thời gian tới là bọn em cũng có ý tưởng vẽ thêm ạ. Thì chúng tôi sẽ có các cái nhiệm vụ cụ thể giao cho các chi đoàn cũng như là nhận cái đăng ký của các chi đoàn trong từng quý. Thì tùy theo các cái tính chất công việc của các đồng chí đoàn viên, cán bộ đoàn viên, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp cùng với nhau để thực hiện liên kết giữa các chi đoàn để thực hiện các cái công việc từ tháng 1 sau Tết Nguyên đán đến giờ thì chúng tôi có tổng cộng là 15 cái công trình giải đều, ví dụ như là các cái tiêu chí về ví dụ như là đường cây xanh, đường thắp sáng đường quê, cải tạo lại khu vui chơi cho trẻ cũng như là đường tranh bích họa.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đoàn Gia Viễn đã khánh thành 5 công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 4 km, trị giá 48 triệu đồng. Sơn tường, vẽ tranh bích họa với tổng chiều dài hơn 5,5 km. Phối hợp cải tạo, sửa chữa hơn 500 mét đường giao thông, khánh thành nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Cái nhiệm vụ vai trò xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ huyện nhà. Và Ban Thường vụ huyện đoàn Gia Viễn đã chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, chỉ đạo Ban Thường vụ đoàn các xã thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng thanh niên, xây dựng các công trình thanh niên trong thời gian vừa qua. Để các hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới tiếp tục thu được nhiều kết quả thiết thực. Trong thời gian tới, huyện đoàn Gia Viễn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện đẩy mạnh duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Đồng thời, xây dựng nội dung hoạt động, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong từng tháng nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra những công trình, sản phẩm ý nghĩa, thiết thực, đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.